xin chào các bạn đang luyện thi ngữ pháp của N3 nha ừ, vì đây là một cái clip mà để giúp các bạn củng cố lại kiến thức ngữ pháp của N3 thế nên là mình chào luôn như vậy cho tiện nhá ừ. ok và ở clip này thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật về cách ra đề thi của à, đề thi uh, GPT N3 à, ngữ pháp trong những năm gần đây đó là Phần lớn các câu hỏi của đề ngữ pháp GPT N3 trong những năm gần đây thì nó không chỉ còn tập trung vào những ngữ pháp mang tính chất điển hình trong cái list ngữ pháp của N3 mà chúng ta thường hay học nữa mà Phần nhiều trong số đó họ đã bắt đầu đan sen vào những cái câu hỏi mà hỏi thiên về những cái mà chúng ta gọi là biểu hiện ngữ pháp Ví dụ như hỏi về giới từ, hỏi về trợ từ, hỏi về phó từ Hay là những cái cách hành văn mà nó mang tính chất là văn nói trong tiếng Nhật Ví dụ như bây giờ các bạn hãy cùng thử nhìn với mình à, Trong đề thi của N3 vào tháng 7 năm 2021 à, Trong phần môn đai 6 à, với 12 câu hỏi nhé Thì chúng ta có thể thấy là nhìn lướt qua thì các bạn sẽ có thể thấy rằng là gì nhỉ Trong số này nó chỉ có từ 3 đến 4 câu những cái câu mà nó hỏi về ngữ pháp điển hình của N3 Ví dụ như là ni, ni oite, à, hay là Miyote thôi Đúng không nào? Còn lại chúng ta thấy gì? Những cái câu mà hỏi về gì nhỉ? Về giới từ này, về trợ từ này, hay là về phó từ chúng ta thấy rất là nhiều đúng không ít nhất là mỗi câu mỗi cái dạng có một câu rồi ví dụ như là hỏi về trợ từ đi đó là hỏi về ô về cá này hay là hỏi về phó từ chúng ta thấy có những cái như là soro soro nantona kuizumomanica manika né hay là hỏi về những cái giới từ như là kệ và shika rồi hoặc là những cái câu sẽ có một hai câu gì đó liên quan đến những cái cách nó hành văn tự nhiên ví dụ như là nani nani kato ổ mổ né hay là stemote chấm đeo ạ này đó nhá ờ, rồi tiếp theo sẽ có một câu hỏi về ngữ pháp của n 4 đúng không nào hay là à, có một câu hỏi về văn nói trong tiếng nhật ví dụ như là veto cự thì sẽ là văn nói của vti cự hay là à, vnakia thì sẽ là văn nói của vnak để bài ý này OK. Đó. Tiếp theo là à, cũng sẽ có một cái câu thuộc về văn nói hoặc là một câu về kính ngữ đúng là về tôn kính ngữ hoặc khiêm nhường ngữ. Đó thì nhìn qua một lượt như vậy thì mình cảm thấy rằng là nếu như trong cái thời điểm mà các bạn luyện đề như này, mà chúng ta cứ chỉ ngồi tập trung chăm chăm vào những cái list từ vựng, à list gọi là ngữ pháp mà gọi là truyền thống của ngữ pháp N3 thì nó sẽ không đủ đâu. Nên các bạn hãy cố làm thật là nhiều đề mà nhất là những cái đề mà nó thể hiện cái tính đa dạng. À, trong cái cấu trúc một đề thi ngữ pháp à, theo cái kiểu à, gọi là sự đa dạng trong những cái câu hỏi của đề GPT như chúng ta vừa mới cùng nhau nhìn nhá. Và chính vì vậy mà trong clip ngày hôm nay mình sẽ chữa mẫu cho các bạn 40 câu ngữ pháp mà nó sẽ thể hiện được cái tính đa dạng trong cái cách ra đề của đề thi ngữ pháp trong những năm gần đây mà GPT đang rất là gọi là à, ưa thích và tập trung vào cái cách làm đề như vậy. Hy vọng rằng 40 đề ngữ à 40 cái câu hỏi ngữ pháp mà mình chữa cho các bạn ngày hôm nay thì sẽ là một cách nào để các bạn có thể củng cố lại Thứ nhất là về cả kiến thức cũng như là những cái kỹ năng làm đề Nhất là trong những cái câu mà nó không hỏi đơn thuần về ngữ pháp của Của gì nhỉ? Của N3 nữa nhá Hay và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với câu đầu tiên nha mọi người nhá Với một câu hỏi về ngữ pháp như này Đầu tiên các bạn bao giờ cũng nhìn qua cho mình cả câu đi đã Để mình đoán xem là cái câu này nó sẽ có cái mạch liên kết nghĩa nó như thế nào nhá

gọi là không chúng ta mà dịch là không còn một nghìn yên thì nghe rất là kỳ quặc đúng không thế nên là chúng ta sẽ phải cố gắng để tìm ra một cách nói nào mà nó mang ý nghĩa là gì nhỉ à vì đã dùng quá nhiều tiền thế rồi bây giờ nên là gì nhỉ trong ví chỉ còn có một nghìn yên thôi thì nghe nghĩa nó rất là hợp lý đúng không nào thế thì với cách nói như vậy thì các bạn sẽ thấy loại cho mình được những đáp án nào nhỉ câu số 1 nhá hồ độ nhé hồ độ nghĩa là gì đây nhỉ khoảng chừng bây giờ là gì nhỉ ví dụ có khoảng chừng bao nhiêu tiền hay là từ nhà đến trường đi mất khoảng một tiếng chẳng hạn ichijikan độ, kakadimasu Chị sẽ nói được nhá thế còn số 2 và số 3 của chúng ta đều mang ý nghĩa là chỉ tuy nhiên thì nó sẽ không có dạng là dake nai và nomi nai không chỉ thế nào đó được chưa nào không xong lại chỉ mà ví dụ như là senen dake des chỉ có một nghìn yên thôi dạng khẳng định mọi người nhá thế còn lại trong N4 chúng ta đã quá quen thuộc với một cách nói là cũng là chỉ nhưng mà là phủ định chúng ta có gì nhỉ? Shika và đi với nai này. À thế nhưng mà có rất là nhiều bạn dễ thường vân vân Và gì nhỉ? Em chưa gặp bà shika bao giờ thì các bạn cứ cứ dùng cho mình nhá. Chúng ta cách nói tiếng Nhật là gì nhỉ? Shika nai là chỉ còn và bây giờ nó nhấn mạnh thêm một một lần nữa sẽ là gì nhỉ? Dake shika nai. Ok chưa? Ok, đáp án số 1 là đáp án số 4. Mọi người nào đúng hết không? Bạn sự khởi đầu. Hy vọng không gian nan nhá. bây giờ tiếp tục sang câu số 2 nhá. Câu số 2 sẽ là một câu về Cài hoạ, Xin mời các bạn cùng nhau làm nào. Aishita no nomikai iku. Jikan ga chau kedo ikeru ka dou ka wakaranai. À, ngày mai mày có đi nhậu, đi uống 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 với tao không đúng không? Thì bạn trả lời gì nhỉ? À, nếu mà thời gian thế nào đó thì thì thế nào thế nào đó. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa biết được rằng là tôi có thể đi được hay không. đồ de kado ka wakaranai nhé. Thế bây giờ mình sẽ tìm trong cái cách nói nào mà trong bốn cái kiểu cách nói này mà có kiểu nói là gì nhỉ? À nếu mà có thời gian thì tôi cũng muốn đi đấy. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa biết là có thể đi được hay không. Thế thì mình sẽ chọn đoạn số mấy? Mình nghĩ là trong cái câu này thì các bạn sẽ loại được ngay đáp án số 3 cho mình đúng không nào? <laughs> Time, gì nhỉ? Vì có thời gian thế nên là muốn đi Cái này có phải không mọi người Về câu nghĩa nó sẽ rất là khác đúng không Vì có thời gian nên tôi cũng muốn đi Thế nhưng mà uh, tôi vẫn chưa biết là có đi được hay không Không phải Mà chỗ này mình sẽ phải tìm một cách nói mà mang tính nhất giả định Thì chỗ này mình sẽ loại được cho mình đáp án số 4 Mọi người nhé Thì cái bài này là Trong trường hợp thì thường nó sẽ uh, Sẽ là một cái cách nói mà à, ví dụ như là trong trường hợp mà xảy ra động đất thì các bạn nên cần phải thế này thế này 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 tức là trong những cái trường hợp cố định nào đó thì chúng ta sẽ dùng cái kiểu là nói bài như này còn cái chỗ cách nói mà gì nhỉ về sau mà nó đang chưa được xác định rõ ràng như này chúng ta sẽ không dùng với bài mọi người nhá thế còn lại số 1, số 2 các bạn có hay bị nhầm không là các bạn các bạn là chọn đáp số 1 nhỉ bạn sẽ đáp số 2 nhớ comment giơ tay xuống bên dưới nhá. Ừ. Adeto và ikitai trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng adeto và adeba nên chúng ta sẽ dùng đáp án là adeba nhé. Nếu có thời gian thì tôi sẽ muốn đi nhá. Chứ còn chúng ta sẽ không dùng đáp án số 1 vì sao mọi người biết không? Vì adeto là gì nhỉ? Nếu hay là hễ mà các bạn nhớ cho cô này, các bạn nhớ cho mình này đằng sau tốt này sẽ thường là một cái sự thật nào đó nó luôn 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 xảy ra như vậy hay là một cái việc gì đó nó luôn luôn lặp lại như vậy ví dụ như là à kêu các hay để tôi mà ta là gì nhỉ khi mà lương nó vào là tôi lại dùng tiền hết luôn đúng không nào thì đằng sau cái được tốt nó sẽ không đi với những cách nói mà, mà thể hiện ý chí như này mọi người nhá ích hay là gì nhỉ tekuda sai chẳng hạn được chưa nào đây là câu này đáp án số 2 mọi người hiểu bài chưa ok, hãy rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến câu số 3 nhé ừm hãy bio no toki ni min de Trời ơi chấm thế nào đó nào. câu này là một câu một cái ngữ pháp khá là điển hình của n ba này đây này mọi người ạ à. các bạn nhìn nhá khi mà phát biểu thì tôi đã ngã ngay trước mặt mọi người min nanomae de koronde shimatte thế nên là tôi tôi xấu hổ đúng không và có cái từ chết ở đằng trước mọi người nhìn này chết đúng không nào? thì mình có thể dịch một cách là gì nhỉ? Xấu hổ đến mức đến mức chết đúng không? Tức là xấu hổ đến chết đi được nhỉ? Thế thì đấy là kiểu nói kiểu tiếng Việt đúng không nào? Vậy thì các bạn chọn đáp án số mấy nhỉ? Mọi người nhìn nhá, nó sẽ khác nhau cái từ yo de dara -da ma đệ và hô đội nhé. thì mình sẽ nhìn đi từ dưới lên đi ừ. yo là gì nhỉ dường như đúng không nào à, tôi xấu hổ à, tôi đã xấu hổ dường như là sẽ chết đúng không nào? cái này không phải nhá nghe rất là lạ tai đúng không câu số 3 này Xin đã là hazukashi ne Nếu mà chết thì sau khi chết thì tôi sẽ xấu hổ đúng không? Tôi xấu hổ này có phải không? Không đúng không? Rồi thì câu số 2 này Shinumade hazukashi kata Là gì nhỉ? Tôi xấu hổ cho đến khi chết Đúng như là shinumade à, Yêu em cho đến khi chết thì thôi đúng không? Shinumade anata no koto aishiteru yo thì nói được chứ đúng thì cái câu này gì nhỉ đang chỉ một cái mức độ thì tiếng n à thì ngữ pháp n 3 của chúng ta một cách nói là chỉ chỉ mức độ nhá xấu hổ đến mức chết chúng ta có đáp án số một đáp án chính xác ok mọi người làm đúng không rồi tiếp tục câu số 4 nhá đấy yamamoto san kondo no kaigi no nai mo chấm. Ka? Nhé, các bạn nhìn này à này Yamamoto ơi đúng không nào về cái nội dung của của cái cuộc họp trong lần tới thì bạn đã, anh đã, chị đã thế nào 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 chưa đúng không nào? Một của chúng ta là okikishimashita ですね. Đây là thể gì mọi người nhỉ? Đây là cách nói của khiêm nhường ngữ của gì nhỉ? Của kikimas nhé Ờ, ừ. đáp án số 2 của chúng ta là gì nhỉ? Okikini narimashita là gì nhỉ? Đây là tôn kính ngữ của kikimas Nhé. Nee. hãy số 3 là okikimashita oh, Master nee. Thực ra không có cách nói này đâu mọi người ạ. Trong tôn kính ngữ hay trong khiêm nhường ngữ sẽ không có cách nói là okikimashita. Oh, hay là cái câu số 4 cũng vậy, đó là gì nhỉ? Okiki oh, Cái này cũng không có dùng mọi người nhá. hãy, Vậy thì trong câu này đây là một câu nó sẽ hỏi về kính ngữ đồ nào? Thường trong cái bài thi GPT bao giờ nó sẽ có một hai câu hỏi về kính ngữ gì đấy. Thế thì trong trường hợp này các bạn sẽ dùng khiêm nhường ngữ hay tôn kính ngữ nhỉ? Thế thì bây giờ mình sẽ lật lại này tôn kính ngữ dùng khi nào và khiêm nhường ngữ dùng khi nào nhỉ? khiêm nhường ngữ dùng khi cái hành động đấy là hành động nói về mình, hành động của mình, nhá. hay là hành động của những cái người mà trong cái cơ quan tổ chức mà mình đang làm việc khi mà mình đang giao tiếp với người bên ngoài. vậy thì mình sẽ hỏi mình nhìn câu này nhá. câu này là cái hành động hành động gì đấy nhỉ? hành động là à, nghe đúng không? nghe thì là gì nhỉ? À, nghe này là của ai đây? anh Yamada ơi, anh đã nghe về Đúng không? Thế thì uh, cái hành động nghe đấy là của ai nhỉ? Của anh Yamamoto này thế nên là chúng ta sẽ phải dùng dùng tôn kính ngữ bởi vì nó sẽ là chỉ hành động của người khác nên là mình sẽ bày tỏ sự sự tôn kính của mình với với người ta. Được chưa nào? Hãy okiki narimashita ka? Ok chưa nào? Hãy rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 5 nhé Mọi người cố gắng đúng hết trong ngày hôm nay nhé Ờ ừ, uh, một tháng đúng không? Viện thử qua 40 câu xem là mình làm đúng bao nhiêu câu nhá. Uchi ạ? mukashi Okanega nakattakara konnani Koukyu Chấm chấm câu này, có hai bế đúng không Đâu Rồi, ngày xưa Đúng không, ngày xưa Ngày xưa thì nhà tôi cũng không có tiền Đúng không, rất là nghèo nakatta kara. Thế nên là, đằng sau chúng ta thấy chủ ngữ chúng ta là gì nhỉ No What Cái việc mà tôi được vào Cái nhà hàng mà nó Nó cao cấp như thế này Konnani Kokyu restaurant Thì nó là gì nhỉ mọi người nhỉ? Nó là gì? Các bạn nhìn này À Umarete hajimete Là gì nhỉ? Là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Vete hajimete là gì nhỉ? Làm cái gì đó lần đầu tiên kể từ Kể từ khi như thế nào đó Thì trong trường này là kể từ khi sinh ra mọi người nhá Thì câu số 2 này Umare nagara Câu này nghĩa là gì nhỉ? Kể từ khi sinh ra Ví dụ chúng ta sẽ thường nói là một cái gì nhỉ một cái một cái tính chất mà đã sẵn có từ trước đó rồi Ví dụ như là Là gì nhỉ? Đã thông minh ngay từ khi sinh ra Kể từ khi sinh ra đã có một cái tính chất nào đó Vẫn luôn luôn như thế, không thay đổi Đây là cái cách nói của Mọi người nhé Tiếp theo câu số 3 là gì nhỉ? ne kể từ khi sinh ra đã suốt thế nào đó đúng nào ví dụ như là umanete kara mozuto nihon ni hong ni mas tôi đã sống ở nhật từ khi si sinh ra từ suốt sinh ra là gì nhỉ một cái trạng thái mà nó diễn ra suốt trong cái khoảng thời gian kể từ sau khi cái hành động này diễn ra nhá hãy và cuối cùng đó là umanete to tan. thì trong N3 các bạn đã quá quen với cái ngữ pháp là vết tạ tố tàn nghĩa gì nhỉ? Là ngay sau khi hành động lần trước xảy ra thì hành động sau nó diễn ra vậy thì cô thanh giải hết cho rồi thì các bạn chọn đáp số mấy sau đấy nhé con cô na restaurant ni chỗ này các bạn có thể hiểu là nó dùng như một gì nhỉ như một danh từ cũng được nhé một cụm danh từ cũng được được chưa nào ừ mà đây đáp án số năm là như vậy nhá câu số năm tiếp theo câu số 6 nào

Rồi, ôi nhớ quá đúng không? Chỗ này mình tưởng tượng như là cái nhân vật này là đi đến cái khu vực này đúng không? Ừ, sau bao nhiêu năm quay trở lại xong rồi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Thế thì trong N3 nó có một cái ngữ pháp khi mà bạn muốn nói về những cái hành động mà thường xuyên xảy ra trong quá khứ và khi mà nói cách nói nó lên, nó lên đấy mọi người thì nó sẽ thường chứa đựng cái cảm giác mà hơi hồi tưởng nhớ thương thì các bạn sẽ chọn đáp án số mấy nhá? Ôi, ôi mọi người nhớ không? Vết tạm monoda, thể quá khứ cộng với monoda là thường hay làm gì đó trong quá khứ nhá thế còn hazuda là chắc chắn thế nào đó nhá chắc chắn cô tổ đại nhé cô thì diễn tả một cái gì nhỉ một cái quy tắc luật lệ nào đó được chưa là vế đựng cô tổ nhé ấy còn thamê đạ nghĩa là gì nhỉ vì à, cái này là quá là quen thuộc trong ngữ pháp của N4 rồi đúng không nào? Ý nghĩa của nó là vì hoặc là để làm gì đó nhá. Đấy, rồi câu 6 là như vậy. Như vọng câu này mọi người ăn điểm nhá. Ok, tiếp tục chúng ta cùng nhau sang đến câu số 7 nhá. Senpai no ano advice de okashi o yamete mita. Chấm chấm thay cho các Câu này nghĩa gì nhỉ? Câu này là một câu hơi khó một chút mọi người nhá, bởi vì nó hơi dính dáng đến N2 một chút mọi người nhá. Bởi vì là gì nhỉ? Thường là trong đề thi N3 của chúng ta sẽ cũng có những cái câu mà người ta B từ cái ngữ pháp của N2 đi xuống nhá. Thì, thì cái câu này sẽ là một câu như vậy. Thì các bạn sẽ nhìn cho mình này. À, à theo như cái lời khuyên của senpai thì tôi đã thế nào đó gì nhỉ tôi đã thử là sẽ ngưng việc ngưng việc ăn kẹo đúng không nào Ocasio yame được ne và thế nào thế nào đó thì dẫn đến một cái kết quả gì nhỉ? Có một cái kết quả rằng là gì đấy? Là cơ thể của mình, thể trạng của mình nó nó tốt lên đúng không nào? Thế trong ba bốn đáp án này các bạn sẽ chọn đáp án số mấy? Rồi đầu tiên đó là wadini ne, Wadini thì đây là một cái ngữ pháp của nấu hai mọi người ạ. Ví dụ như là các bạn à, mua một cái món món ăn gì đó đúng không? Ví dụ mua các bạn đi ra ngoài mua táo đi, mua táo ở ngoài chợ đúng không? Mua nó rất là rẻ, thế nhưng mà về ăn lại rất là ngon. Tức là nó nó về sau nó sẽ là gì nhỉ? Những cái mà nó 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 hơn hay là nó khác so với cái kỳ vọng của mình thì ví dụ như là à kono ringo eto eh yasukatta wari ni desu ne. ne. Đó thì đấy là cái cách dùng của wari mọi người nhá. Thế còn câu số 2 là ところで đấy. Tokoro de thì gì nhỉ? Nhân tiện đây thì tôi xin được nói về cái vấn đề gì đó đúng không? Tức là khi mà mình dùng như một cái liên từ mà nó dùng để đổi chủ đề ấy mọi người ấy. Nhá, thế còn câu số 3 là gì nhỉ? Koro là khi. Và câu số 4 các bạn nhìn này. Tokoro is ne. Tokoro thì nhìn có vẻ giống koro là gì nhỉ? Khi đúng không? Thế nhưng mà trong N3 hoặc là N2 nó có một cái cách dùng của cái tokoro này đó là veta tokoro mọi người nhá veta tokoro nhé đây veta tokoro là khi mà mình làm một hành động gì đó và đằng sau vế sau nó sẽ thường thể hiện một cái kết quả của cái hành động nào đó hay là một cái điều mà mình nhận ra nào đó nhá ví dụ như câu này sẽ là gì đây nhỉ khi mà tôi gì nhà tôi thử bỏ kẹo theo lời khuyên của senpai thì thì dẫn đến một cái kết quả là có một cái kết quả là gì nhỉ là cái cơ thể của mình nó nó tốt lên nhá đấy rồi đấy là câu số 7 Tiếp theo câu số 8 của chúng ta đó là gì nhỉ? Itsumo 9 goro kaette kuru no ni kyou wa osoi. Mo 9 20 fun da kara Câu này nghĩa gì mọi người nhỉ? Nào các bạn nhìn cho mình. À, trong đề của N3 nhé mọi người nhé. Các bạn nhìn cái bốn cái đáp án này hoặc là nhìn cái câu này cảm tưởng như đây là một cái câu về từ vựng đúng không mọi người? Tuy nhiên thì trong N3 nhá, nó cũng sẽ có những câu mà nó hỏi về mọi người ạ hỏi về một cái gọi là phó từ và cái phó từ này thường sẽ đi với một cái một cái biểu hiện ngữ pháp nào đó nhá. Thì các bạn nhìn cái câu này nghĩa gì nhỉ? Lúc nào cũng gì đấy, cũng về vào lúc 9 giờ thế mà hôm nay lại muộn thế nhỉ? ví dụ như là mẹ ở nhà trông con à, mẹ ở nhà đợi con chẳng hạn hay vợ ở nhà đợi đợi chồng về ăn cơm đúng không lúc nào con cũng về lúc 9 giờ hay lúc nào anh ấy cũng về lúc 9 giờ thế mà hôm nay muộn thế nhở vì vì đã 9 giờ 20 phút rồi thế nên là thế nên là gì nhở mỏ yếu kể rồi vì đã 9 giờ 20 rồi thế nên là gì nhở lẽ ra phải cũng phải sắp về rồi chứ nhỉ đúng không nào thế thì câu này các bạn sẽ chọn đáp án số mấy có cái cách nói gì mà nó đi với từ kai được nhé có cái 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 gọi là cái phó từ gì mọi người nhỉ chúng ta có từ gì nhỉ hay mo sorosoro kaette kitemo yos yosasou dakedo ý hay sorosoro kaeru là gì nhỉ sắp sửa về hay là gì nhỉ sắp ở sắp về tóm lại là đây một cái cách nói mà chúng ta đã quá quen thuộc ở trong N4 rồi phải không nào hãy ý thế còn ba đoạn còn lại chúng ta sẽ có những cái nghĩa như sau một đó là chira chira Cụm từ chira chira thì nó sẽ thường hay đi với kiểu là chira chira tomido ですね, là mình liếc đúng nào, mình liếc mình nhìn thoáng qua cái gì đó hay là boro boro thì có nghĩa là gì nhỉ rách tả tơi ví dụ quần áo chúng ta thì rách tả tơi chẳng hạn đúng không và cuối cùng đáp án bốn của mình là gì nhỉ hara hara thì ví dụ như là hara hara -suru là cảm thấy rất là hồi hộp nhá hồi hộp lo lắng hay. ok tiếp tục chúng ta sang câu số 9 mọi người nhá kudeva kadeva no mondai dakara, hoka no nohisto ga idoido chấm chấm Ờ, đây là cái vấn đề của bọn họ nhá Kare ra Bình thường kare là anh ấy Nhưng mà thêm cái chữ ra này thì nó sẽ mang ý nghĩa là Một cái nhóm người số đông ở đó nhá à, Thế nên là gì nhỉ Thế nên nên là gì ý nhỉ Hoka no ga Iroiro to yu Chấm ơi chấm Các bạn sẽ chọn ra số mấy nhỉ ừ. Vì là vấn đề của bọn họ Thế nên là người khác Thế nào đây nhỉ? Các bạn nhìn nhá Hazu nai Chắc chắn là sẽ không thế nào đó là đưa ra một cái suy đoán Thế nên là chắc chắn là người khác sẽ không nói nhiều nhiều có phải không mọi người nghe câu nữa chỗ này đắc cả đại nè nghe nó vẫn chưa kiểu như là xuôi xuôi nào lắm nhỉ hay câu số 2 này Becky già này nên cần phải và bây giờ phủ định của Becky sẽ là gì nhỉ là không nên thế nào đó đúng nào? vì đó là những cái vấn đề của bọn họ thế nên là những người khác không nên nói nhiều vào đó được chưa nào ta bán số số so, 2 đáp án chính xác nhá. Yeah. Thế còn waken ni wa ikanai ne. Waken ni wa ikanai là gì nhỉ? <laughs> các bạn có nhớ cái cách ngữ pháp này không? Ừ, thì mình sẽ lấy thử cho các bạn một cái một cái ví dụ cho các bạn nhớ lại nhá. Ví dụ như là eto kyou wa daiji na kaigi ga arimasu. Hôm nay có một cái cuộc họp rất là quan trọng mà watashi ano netsu ga arimasu ga desu ne. yasumu waken ni wa ikanai desu. Là gì nhỉ? Mặc dù vì là gì nhỉ? Vì có một cuộc họp rất quan trọng thế nên là mặc dù tôi có bị sốt nhưng mà tôi cũng không thể nào mà tôi cũng làm sao mà mà gì nhỉ? mà nghỉ được. Thì cái chỗ này nghĩa là gì nhỉ? Làm sao không thể nào mà làm cái việc kia vì có một cái sự tình, một cái nguyên nhân nào đó nhá. Hãy và câu số 4 là gì nhỉ? Scanaise Chỉ chỉ người khác chỉ nói đúng không? Nghe nó không hợp lý gì cả nhá. Tóm lại là vì là vấn đề của các anh ấy thôi, của bọn họ thôi thế nên là người khác không nên xem vào, không nên nói nhiều và làm gì nhá. Hai, tiếp tục câu số 10. Itsumo donna mono chấm chấm um desu ka? So desu ne, dai tai ramen to ka, eh yakiniku to ka, abura ppoi mono ga oi desu ne. Ờ, bình thường thì anh thường thường chắc là ăn đúng không mọi người? Ăn cái món ăn những cái loại thức ăn gì? À ờ ừ, Đúng không? Thường thì, đúng không? đại tai tôi sẽ thường à, gọi là ăn nhiều nhá Ừ, ăn nhiều những cái món mà nó có nhiều gì nhỉ nhiều dầu mỡ ví dụ như là ramen mềm hay là thịt nướng chẳng hạn đó thì câu này người ta sẽ hỏi là gì nhỉ à anh ăn gì nhưng mà chắc hẳn sẽ là một cái câu mà không đã không đơn thuần là bắt chúng ta chọn đáp án thà bê đựng nhé mà chỗ này nó sẽ bắt chúng ta phải nhớ xem là kính ngữ của thà bê đựng là gì các bạn trả lời số mấy? Câu số 1 này, mesiagaru, câu số 2, omeshi ni naru, câu số 3 là koran ni naru, và số 4 là itadaku desu ne. Thì vậy thì câu này của chúng ta đáp án chính xác đáp án số số 1 nhé mọi người nhá. <laughs> Meshiagaru nó là tôn kính ngữ của taberu desu ne. Ok. Thế còn cái từ omeshi ni naru này thì nó sẽ thường được sử dụng như là một kính ngữ, tôn kính ngữ của động từ là đự mọi người nhá. Mặc được chưa nào? Goran ni naru là kính ngữ, tôn kính ngữ của gì nhỉ? Của miru và cuối cùng itadaku là tôn kính ngữ của đạo. Rồi nhá. Đấy, được chưa nào? Rồi 10 câu. Mọi người được comment bao nhiêu, đúng bao nhiêu câu rồi. <laughs> ok, tiếp tục nhá. Câu số 11 của chúng ta này. Kono Thế nào thế nào đây nhỉ? Ừ, rồi. Các bạn chọn đáp số mấy? Câu này có lẽ trình trình độ chắc là chỉ tầm 4 thôi mọi người ạ. Ừ, các bạn số mấy nhỉ? À, hãy lắp ghép thế nào đó như trong trong sách hướng dẫn. Các bạn chọn đáp số mấy nhỉ? Một chúng ta có mưu kê nhị là hướng tới hay dành cho một đối tượng nào đó Được chưa nào? Câu số 2 gì nhỉ? đi nhị Vừa nãy có cái ngữ pháp mình cũng đã phân biệt và đi là gì nhỉ? So với mùa hè mặc dù nó rất là rẻ nhưng mà rất là ngon và ngọt Đúng không? Đúng ạ? Cái đằng sau sẽ là cái kỳ vọng mà nó sẽ khác đi ngược lại với cả cái đằng trước nhá Ừ tiếp theo nitsurete là gì nhỉ? Nitsurete là gì nhỉ? Càng càng được ừ chưa? Vậy thì chúng ta có đáp án số 3 là chính xác nhá. Thô thì nhỉ. Chúng ta còn được 4 rồi, đúng không nào? Hãy lắp ghép theo đúng như trong sách hướng dẫn viết nhá. Đấy, câu số 11 là như vậy nha. Thì câu số 12 nào? Sakai jin ni naru to undō suru kikai ga hette shimai undō busoku ni chấm Rồi. Kể từ khi mà gọi là trở thành người xã hội Tức là người đi làm ấy mọi người nhá Tức là tốt nghiệp ra trường và đi làm ấy Thì thì gì nhỉ? Cái cơ hội mà để vận động nó ít đi ờ ừ, ok, 운동する 기회가 희해지매, thế nên là tôi 운도 부족히. các bạn trả lời rồi mới. trong câu này nó hỏi chúng ta về gachi poi beki ne và tsumori ne. rồi bây giờ đằng sau chắc chắn nó sẽ phải đưa ra một cái kết quả nào đó đúng không nào? một kết quả nào đó? hay làm à, một cái gì đó mà nó dẫn tới từ cái việc rằng là cơ thể nó nó gì nhỉ à ít ít cái ít cái cơ hội vận động thì bây giờ gọi là cơ thể nó thuộc nó chuyển sang cái tình trạng là bị thiếu vận động nhá nó rất là mệt mỏi thế thì mình mọi người sẽ chọn ra số mấy nhỉ câu số 1 của chúng ta là narupoi narupoi các bạn có nhớ những cái cách nói như là gì nhỉ à okolipoi hay là wasurepoi à, hay quên hay là dễ nổi cáo chẳng hạn tức là cái hành động đấy nó nó dễ xảy ra tức là nói một cái tính chất à, của một người đó ví dụ như là à, bố tôi à, dạo gần đây rất là gì nhỉ? bố tôi có cái tính cách là gì nhỉ nhé là gì nhỉ bố tôi rất là dễ nổi cáu nhá dễ tức là nói về cái hành động đấy tức là nói về cái tính chất nó thường xuyên dễ xảy ra nhá cái câu số 2 là gachi dai nhé nari gachi ok nari nó đưa ra một cái hành động mà nó mà nó gọi là gì đây à, thường hay xảy ra thường hay xảy ra à, và lặp đi lặp lại Ví dụ như là gì nhỉ? À, Ví dụ như là dạo gần đây thì trời hay gì nhỉ? Hay nhiều mây chẳng hạn Thế còn chỗ này gì đây? Chúng ta sẽ chọn được đáp án này, đáp án số Số 2 nhé mọi người nhé Đó là gì nhỉ? À, vì vì cái cơ hội vận động nó ít đi Thế nên là nó dẫn đến một cái sự việc xảy ra ở Đây là gì nhỉ? Nó chuyển sang cái trạng thái rằng là chúng ta thường hay dễ rơi vào cái thường hay rơi vào cái trạng thái là gì nhỉ là bị thiếu vận động thế là thiếu vận động mình hiểu đây là gì nhỉ cảm thấy người nó cứ không khỏe trong người nhá. Yeah. Thế còn naru được kỳ đã, nát được bê kỳ nghĩa là gì nhỉ? Nên cần phải, nên sẽ thể à, sẽ trở thành như thế nào đó cái này không hợp lý nhá và nát được là gì nhỉ tôi dự định sẽ trở thành cái gì đó không nói nhá hãy đáp án số 2 là đáp án chính xác tiếp theo câu số 3 này ừ, câu số 3 rồi câu này lại là mới câu về giao tiếp và chắc hẳn nó sẽ đánh đố chúng ta về cái cách nói gì nhỉ cách nói nó hơi mang tính chất lịch sự một chút đúng không nào rồi bữa kondo no đồ nộ presentation và ni chấm chấm rồi câu số 2 này dưới là ấy, né. Hay, ga câu này nghĩa gì nhỉ? À, nói chung là rất là tốt khi mà cậu có được cái gì nhỉ? Có được cái à, uh, hứng thú, đúng không? cái sự à, uh, uh, quyết tâm, đam mê như vậy, đúng không? Thế nên là hãy cố gắng lên nhé. Cái câu trên mình sẽ giới thiệu gì nhỉ? À, Bùi Châu ơi, đúng không? À, uh, cái bài gọi là thuyết trình lần tới thì hãy thế nào đó nhé. Thì cái gì là cái cách nói nào mà để cho người ta phải cảm thán rằng là Yaruki ga aru Là gì nhỉ? Một, sasete itadake nai de Câu này nghĩa gì đấy? Rất là dài và hơi khó dịch một chút Nhưng mà nó có nghĩa nha mọi người nhá Cho phép tôi đúng không nào? Sasete desu Cho phép tôi làm có được không ạ? Thì sẽ là gì nhỉ? Itadake nai de Đây là câu hỏi xin phép Xin cho phép tôi có thể làm cái gì đó được không ạ? Đây là ngữ pháp học trong đời 4 nha mọi người nha. Đấy, đáp án chính xác chúng ta đáp án số 1 nha. Sasemasen ka desu uh, ne. À watashi ni sasemasen ka. Câu này uh, câu này giống như câu kiểu như là masho ka desu ne. hai cái câu này mang tính chất kiểu như là hô hào rủ dê thôi mọi người nhá. Ờ uh, watashi ni sasemasen ka. Uh, watashi ni sasemashou ka. Ông không nói như vậy nhá. Tương tự như vậy ở cái câu số 4 của chúng ta cũng thế nhá. Sasete itadakimashou ka. Không phải mọi người ơi nhá. Nó những cái câu này nó gần như là mang tính chất là hô hào rủ dê còn cái câu mà xin phép của chúng ta gì nhỉ? Itadakenai deshou ka. Ok chưa? Rồi, đó là câu số 13. Câu số 14 này. Ừ. Konbini itte kuru kedo ame furisou dakara kasa o motte itta hou ii kana. À, bây giờ là gì nhỉ? À đây, tại hưng cứ đây, đặc cả là để cho chấm. Câu này mình tưởng tượng như là kiểu như là hai đứa bạn ở trong cùng một nhà đúng không? Thế bây giờ một cái đứa bạn mà gì nhỉ? Này bây giờ tao sẽ đi ra ngoài, con là ở ngoài cửa hàng tiện lợi đúng không? Như là vì gì đấy? Vì trời trông có vẻ sắp mưa, thế nên là gì nhỉ? Cái từ là tao hô cả ý cả na, câu này kiểu như là không hẳn là một câu hỏi mà xác định rõ ràng mà cái đuôi câu mà khả na như này thì nó gần như là một câu mà kiểu như là Ờ, mình có nên kiểu như là gì nhỉ nên mang theo ô không nhỉ đúng không nào kiểu như là tự hỏi tự hỏi với chính mình chẳng hạn nhưng mà ở đây có đứa bạn đúng không? nó bảo gì, gì nhỉ này đi từ đây đi bộ ở đấy mất có hai phút tôi thế nên là một t một này ikanaktemo in janai hay là ikanai to in janai có số ba là ikeba yokatta ne có số bốn là ikanakereba yokatta ne các bạn chọn lời số mấy <laughs> rồi n ba chúng ta một cách nói là gì nhỉ các bạn nhìn đuôi câu với câu hỏi đúng không câu hỏi gọi là gì nhỉ? Lên giọng đi, đọc lên giọng nhá. In janai. Ok, các bạn đọc lên giọng như này. Ừ, chẳng phải là hay sao? Được chưa nào? Vì đi bộ hết có 2 phút thế nên là i à mốt te ikanak te mo in janai. Đúng không? Không không gì nữa nhỉ? Không mang thì cũng có làm sao đâu, đúng không? Chứ mình sẽ không nói là này to in janai. À, không phải, à, đúng không nào à, Nếu mà không đi thì không tốt Phải không, đúng không, câu này cũng không phải Nghĩa nó hơi bị kỳ quặc đúng không nào ba yokatta ne, là gì nhỉ Nếu mà đi thì, thì đã thật là tốt nhỉ Đúng không, ừ, câu này cũng không phải Hay là ikanakereba yokatta ne Không đi thì tốt, này cũng không đúng nhá hay, rồi, đấy là câu số 14 Tiếp theo mình sang câu số 15 Mọi người nhá, rồi Konoshima ni wa Ichinichi chan chan huni ga kimasu Kyou kita này nghĩa là gì nhỉ? Ừ. Ở cái, à, gọi là đến cái, cái, cái đảo này thì à, Thuyền nó sẽ đến thế nào đó một ngày Ngày hôm nay nó đến và lần sau nó tới sẽ là ngày kia À, vậy thì cái câu này, um, chúng ta nhìn bốn đáp án nhé Goto ừ. và à, với câu này thì mình sẽ đoán có thể là kiểu như là cứ mỗi một ngày hè tàu đến hay cứ cách ngày tàu đến vậy thì các bạn sẽ nhìn cái chú thích đằng sau này ờ hôm nay đến ngày kia lại đến có phải là mỗi một ngày sẽ đến đó mọi người không đúng không nên là chúng ta sẽ loại được đáp án số một Như là rực rỡ cũng 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 loại luôn còn hôi lộ thì cũng sẽ không nói nhá ờ là gì nhỉ ờ, khoảng chừng đúng không nào đấy còn cái câu này khi mà mà có cái giải thích đằng sau này chúng ta sẽ dùng một cái cách nói là gì à, ichinichi okini nó này gạ nghĩa là gì nhỉ cứ cách một ngày nhá cứ cách một ngày thì thì tàu nó lại đến các bạn nhìn thấy đây đây ví dụ à, hôm nay đúng không à, mình vẽ như này nhỉ đây ví dụ đây là hôm nay đúng không đây là ngày mai và đây là ngày kia đúng không thì nếu như mà tàu nó đến theo cái trường hợp là à, hôm nay và ngày kia đến thì chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ cứ cách một ngày như thế này thì chúng ta sẽ dùng Okay, nhé Thế còn khi nào các bạn nói vô tồn nghĩ nhỉ? Ví dụ hôm nay nó đến ngày mai nó cũng đến và ngày kia nó cũng đến thì chúng ta dịch là à mỗi một ngày sẽ đến một lần ichinichi goto ni ikai ikimasu nhé các bạn hiểu chưa nhá đó nên là okini là cách ở trên nào còn goto ni là ngày nào cũng đến ok chưa nào Mọi người ok chưa hãy đó là 15 câu đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tiếp sang 15 câu tiếp theo nhá tiếp theo xin mời các bạn cùng nhau làm câu số 16 sáu nhá hãy 友人は海外旅行が好きだからヨーロッパだけでなくアフリカちょんちょん行ったことがある。 Câu này nghĩa là gì nhỉ? Đứa bạn thân của tôi đúng không? Thì nó rất là thích đi du lịch Thế nên là nó đã từng đi Không chỉ đến đâu nhỉ? Không chỉ đến Đến Europa là đến châu Âu À mà nó còn đi đến cả Africa Vậy thì với câu này các bạn nhìn trong bốn đáp án Các bạn chọn cho mình đáp số mấy? Ừ, câu này mình sẽ theo cái nghĩa mình sẽ dịch là gì nhỉ? Không chỉ đi đến Europa mà còn đi đến cả Africa Thì mình sẽ gì tìm một cách nói là mà Nhấn mạnh là mà còn đến cả các bạn chọn cho mình đáp án số số 2 mọi người nhá. Ok. Hai, vì sao nhỉ? Cái chúng ta có từ là Ấy e là gì nhỉ? Africa e itta koto Đúng, một phần. Và bây giờ các bạn muốn nhấn mạnh thêm cái gì nhỉ? Ngay cả đến Africa nó cũng đi rồi thì chúng ta sẽ dùng thêm một cái từ gì nhỉ? E eh, emo nhé. ,ですね. Nhìn có vẻ hơi lạ đúng không? Nhưng mà mọi người ơi, trong đề thi N3 Thế nào cũng sẽ có những cái câu mà nó hỏi chúng ta về về trợ từ như mọi người nha, nhưng mà không phải trợ từ bình thường mà trợ từ nó kiểu cũng hơi oai oăm như thế này nha, nó không nằm trong một cái ngữ pháp nào cả mà nó theo kiểu như này. Được chưa nào? Chứ không nói là Africa đế được y cự thì phải là một là e hà nhị câu số 3 là gì nhỉ tô mộ tô mộ là cùng với còn câu số 4 là cô sộ là chính nhá chính cô chi là cô sộ nhé đắc cả là cô sộ ok chưa hay đó là câu số 16 tiếp tục câu số 17 nhá nó mi cay đấy bi rượu nó mi ta cạn ta cái đó cứ đưa mà để đấy bi rượu chờ chờ cô đáo thà đã các bạn chọn câu số mấy đa số mấy nhá câu số một à câu này nghĩa gì nhỉ là Tôi đã muốn uống bia ở buổi tiệc rượu đấy, đúng không? Tiệc nhậu đấy, thế nhưng mà vì tôi đã đến đây bằng gì nhỉ? Bằng xe ô tô, thế nên là tôi đã gọi cô là... À, gọi Coca-Cola thay cho, đúng nào, thay cho bì được Thế thì cái cách nói là thay cho các bạn cho ta số mấy? Ừ. Câu số 1 của chúng ta là noi pode des, một mặt, mặt khác Diễn tả hai mặt của một vấn đề hoặc là mang ý nghĩa trái ngược Mặc dù thế này nhưng mà thế kia, nhá Thế câu số 2 là Nhị kawat và câu số 3 là no kawadi các bạn thấy hai cái này nó có có gì không ừ. cái từ kawadi và kawadu này đều mang ý nghĩa là thay cho thay thế cho vậy thì các bạn chọn đáp số 2, số 3 mọi người khuôn đơn đáp án nào ừ. thì nó sẽ chỉ làm có chúng ta thường hai đáp án và chỗ này chúng ta sẽ phải rất là rõ ràng ở cái ý nghĩa của nó để mình không bị mắc sai lầm nhá thế còn câu số 4 là sai rồi ni là gì nhỉ đối ngược trái ngược với nhá thế thì câu này các bạn chọn đáp số mấy nhỉ nào đáp số hai số ba các bạn mọi người chọn đáp số mấy Ok, đáp án chính xác của chúng ta đáp án số 3 nhá. Danh từ no kawari ni thay cho gọi cái này thay cho cái kia. Được chưa nào? Thế còn ni kawatte thì thường cũng là mang ý nghĩa thay cho nhưng mà thay cho theo, cái kiểu là gì nhỉ? Đại diện cho ấy. Ví dụ như là gì nhỉ? À, shacho ni kawatte kaigi ni deta desu ne. Tôi đã tham gia vào buổi họp thay cho hay là đại diện cho nhá, đại diện cho à uh, chẳng hạn. Được chưa nào? Ok chưa? Nên là cái này nó sẽ mang ý nghĩa là thay cho nhưng mang tính chất là đại diện cho một cái nhân vật nào đó để làm một việc gì đó nhá. Hay còn mang ý nghĩa đơn giản là thay thế cho thì chúng ta cứ dùng là no kawari ni là được rồi. Được chưa nào? hãy tiếp tục chúng ta sang câu số 18 nhá. Shiden ni okashi o moratta ga kazu ga sukunai no kodomo tachi ni hitotsu agerare nakatta. Câu này các bạn à, dịch như thế nào đấy? Đó là gì nhỉ? Vì à tôi đã, tôi đã gì đấy? Tôi đã được được ai nhỉ? Được người bạn cho kẹo thế nhưng mà vì số lượng của nó ít quá thế nên là tôi tôi không thể hay là tôi chỉ cho bọn trẻ được mỗi đứa một cái nhỉ. Ờ, ừ. mọi người, các bạn chọn đáp án số mấy? Ừ. Rồi, trong câu này chúng ta thấy có Phân biệt thứ nhất là Goto và Jutsu à, Goto có nghĩa là gì nhỉ Cứ mỗi, các bạn còn nhớ cái, cái, cái ví dụ Ở trước mình có nói với mọi người là gì nhỉ Ichinichi à Ichinichi à, ichi Goto isne. là gì nhỉ Cứ mỗi một ngày, Nhà, chứ nó không đi với cả Hitotsu Goto, nó không nói như vậy Mọi người nhân chúng ta sẽ chọn đáp án số Số 1, số 3 sẽ loại này Còn lại hai đáp án, số 2 và số 4 các bạn nhìn cho mình nhá Rồi, Zutsu, Ok rồi, chắc chắn chúng ta sẽ dùng là Hitotsu nhé Tuy nhiên, trong trường hợp này mình sẽ phân biệt Giữa kệ và Shika cái nào mà đi được với nai để mà ra ý nghĩa là chỉ nha mọi người nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ có là Shika nai Rồi Ok chưa nào? Chứ mình sẽ không dùng là gì nhỉ? Hitotsu Nhá Hai Ok, đáp án chính xác là đáp án số Số 4 nha mọi người nhá Tiếp tô số 19 nào ngủ và đi ra khỏi nhà muộn hơn 30 phút so với bình thường nên tôi không thể lên chuyến tàu quen thuộc được. Tôi đã à, ngủ, ngủ nướng đúng không? Quen mất đúng không nào? Và thế nên là tôi đã ra khỏi nhà muộn hơn đúng không nào? Muộn hơn so với mọi khi là 30 phút. Thế nên là bây giờ và tôi các bạn nhìn trong câu này các bạn nhìn không cần nhìn những cái đáp án đằng sau mà chúng ta nhìn ta tôi mà chúng ta à, gọi là nói luôn là cho mình là ta tôi nó thường đi với cái vế gì cái mẫu câu gì nhỉ, mọi người nhỉ học trong à, N 3 rất là quen thuộc cái ngữ pháp này rồi đó là gì nhỉ ta tôi nó sẽ thường đi với thể ですね. so ,ですね. thì trong bốn cái đáp án này có đáp án nào với thể mọi người rồi たとえしかしたとえしてもですねいつもの電車には乗れなかっただろう có này nghĩa gì nhỉ Ờ à, vì đã ra khỏi nhà muộn hơn mọi khi là 30 phút rồi Thế nên là dù có chạy đi chăng nữa Nhưng mà thì chắc cả cũng không thể nào mà kịp được Cái chuyến tàu mà Mà tôi thường hay đi nhá It's a đen chẳng như ạ Ok Thế còn Tô nát được tội Và tô sư được tội Hai cái cách này đều mang ý nghĩa là à, Là gì nhỉ à, Giả định nếu như có trong điều này chúng ta gì nhỉ Dù có nhá thế còn đáp án số 4 là gì đấy hashit là tổ căng gai tết tôi suy nghĩ là tôi đã thế nào đó cái này không phải nhá rồi đó là câu số 19 mọi người làm ok không tiếp theo câu số 20 nhá Jiunen umare sodatta thế nào mọi người Rồi, câu này chúng ta động đến một ngữ pháp cũng ở của N3 nhưng mà nó cũng hơi lai lai của N4 một chút đúng không nào? Là gì nhỉ? Sau 10 năm thì tôi đã quay trở lại cái thành phố nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Thế nhưng mà cái thành phố cái con phố đấy thì nó hoàn toàn không có thay đổi gì và nó vẫn thế nào như xưa nha mọi người nhỉ? Vẫn như xưa, được chưa nào? Vẫn như xưa. Thế các bạn chúng ta số mấy. Câu số 1 của chúng ta là Mi tay đặt tại ne Là dường như là Đúng không? Dường như trông giống như là nhớ. Hay câu số 2 là nichigai nakatta là gì nhỉ? Là chắc chắn là đúng không? Nichigai này desu chắc chắn là. Thế câu số 3 là no mama datta. Đúng chưa mọi người? Đáp án chính xác của chúng ta đáp án số số 3 nhá. Mukashi no mama datta. Ok và câu số 4 là ni han shite ita là ngược lại với này có phải không? Không đúng không? Câu này nghĩa gì nhỉ? Zenzen kawatte inakute mukashi no mama datta. Ok. Hai. Tiếp tục câu số 21. Kono class de 3 tsu no group wo tsukurimasu. Là trong cái lớp này chúng tôi sẽ tạo ra ba nhóm. Nhá ba nhóm gì? Class wa zen in de 15 nin da 5 nin chom chom ni nareba ii in desu ne. Câu này nghĩa gì nhỉ? À, ôi các bạn thấy chưa? N3 no nhá, nó nó rất là dễ có thể ra những cái kiểu mà từ kiểu như này mọi người nhá Ừ, từ nãy chúng ta đã gặp rất là nhiều rồi đúng không? Rồi, là gì nhỉ? À, à, lớp này bây giờ là gì nhỉ? Tổng cộng là 15 người Thế nên là bây giờ chúng ta chia Chia cứ 5 người một là được nhỉ? Thế các bạn chọn đáp án số mấy? ok, đáp án của chúng ta đáp án số Số 1 nhá Lại, 5 nhân dự dự Ok, chứ 5 nhân dự Ok, chứ 5 nhân hô độ hay là tabi là không được hô độ là một khoảng khoảng một cái khoảng không cố định nào đó nhá hay còn chỗ này là gì nhỉ à mười lăm người bây chia ba nhóm phải phải là năm người một nhóm đúng không cứ mỗi năm người một nhóm nhá hay còn tabi là gì nhỉ cứ mỗi lần rồi cứ cứ mỗi lần xảy ra một hành động gì đó thì tôi sẽ thế nào đó ví dụ cô nốt được tabi nhìn namida để chờ nhé cứ mỗi lần nhìn bức ảnh này thì tôi lại chảy nước mắt chẳng hạn nhá hay rồi tiếp theo câu số 22 mươi hai câu này các bạn chọn đáp số mấy các bạn có nhìn thấy những câu mình chọn ra nó nhìn nó có vẻ không giống một cái ngữ pháp gì đúng không? Ừ. Đó thì đây sẽ có thể là những cái câu mà có thể rất là dễ gặp ở trong đề thi của n ba mọi người nhá. Bởi vì n ba đôi khi nó không không chỉ hỏi những cái gọi là ngữ pháp mà chúng ta học ra trong sách đâu mà nó sẽ hỏi kiểu này. nha các bạn sẽ chọn kiểu gì đấy? Kare wa shachou chơi <laughs> chấm này, tất cả Anh ta thì chẳng phải là gì nhỉ chẳng phải là giám đốc gì cả mà chỉ đơn thuần là gì đấy là một người làm thêm thôi đúng không hai các bạn chọn tao số mấy nào demo nan demo này hay là tôn ton demo này câu số 3 là ni này câu số 4 là de tamara này các bạn chọn đáp số mấy rồi thứ nhất de tamara này Đế này nó sẽ mang cái ý nghĩa là gì nhỉ? Rất thế nào đó chỉ mức độ nhá. Ví dụ gian nên này nên vô cùng là cảm thấy tiếc nuối đúng không nào? Nên là sẽ không đi với danh từ sacho đế không nói nhá. Nisugi này nhé. là cũng chỉ thế nào? Không không thể nào gì nhỉ? Anh ấy cũng chỉ là giám đốc mà anh ấy chỉ là arubaito tội được không phải? Không nói thấy được. Ví dụ như là và ta ta chỉ thật à? này Chúng ta chỉ là là bạn mà thôi nhá. Thì sẽ nói như vậy. Đế và thôn de nai nghe cái từ thôn de nai thì nó sẽ không dùng nghĩa này mọi người ạ nhá. Và cuối cùng chúng ta có là sacho de monan Ông ấy chả phải là giám đốc gì cả đâu. Đáp án của chúng ta đáp án số số 1 nha mọi người nhá. Hay đó là câu số 22. Thế còn câu số 23 các bạn nhìn nha. Lại một câu hỏi về hoa đúng không nào? Đấy lại dake 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 này. Ôi trời ơi. Đấy những cái câu như thế này mà đi thi thì nhức đầu lắm đúng không? Đó nên là chúng ta sẽ phải có những cái bài luyện như thế này để các bạn xem là a à, chúng ta không bị mắc lỗi với những cái kiểu nhìn nó không ra một cái trợ à, một cái ngữ pháp gì cả nhớ. Yes. Hay câu số 23 này. Koido ga warui desu yo. Daijoubu desu ka? Hay, chotto tsukarete iru. Chojo chan, byouki janai kara daijoubu desu. Ừm, nai, trông sắc mặt cậu <laughs> nhìn xấu nhỉ? Có sao không? À vâng tôi Tôi gì nhà tôi chỉ bị mệt một chút thôi Cũng không phải là bệnh tật gì cả Thế nên là không sao đâu ạ à. Nhá Vậy thì các bạn sẽ chọn đáp án số mấy nhỉ Nào, đều là đa kệ Đúng không? Đều là đa hết Thế bây giờ chúng ta sẽ phải tìm xem là Ni, nara hay là shika và đệ Chắc là không phải phải shika đâu Từ nãy gặp quá nhiều shika rồi đúng không? Sẽ không phải shika đâu mọi người ạ à. Shika là chỉ đúng không? Dake shika ishね. Dake shika nai Thì sẽ không phải được tự iru ir gì mọi người? cái cách nói nào mà có thể đưa ra một cái ý nghĩa là gì nhỉ? Là vì nhỉ? Tôi chỉ là thế nào đó à tôi, uh, là, uh, một cách nói mà chỉ một mức độ đi nhá thì tôi chỉ là ờ uh, chỉ là mệt thôi thì chúng ta sẽ dùng là thế mọi người nhá. Ok đáp án số 4. Tôi chỉ ở cái mức độ là mệt thôi chứ không phải là bệnh tật gì cả thế nên là không sao đâu ạ. À? Đó thì chúng ta có từ là death nó trong một cái cách nó mà gì nhỉ à, chỉ một cái mức độ nào đó nhá một mức độ nào đó. Thế còn nó là nếu như nếu như là không phải rồi, thế này không phải nhá hãy tiếp tục câu số hai mươi bốn. Hanto shide 10 kilo yaseru nante zettai ni chom chom to omoteta ga gamba te dai to shira Câu này nghĩa gì nhỉ? À cái việc mà có thể giảm được 10 cân trong vòng nửa năm thì tôi đã nghĩ rằng tuyệt đối thế nào mọi người? Ừ, nghĩa của câu sẽ là gì nhỉ? Tuyệt đối không thể nào mà xảy ra được đúng không? Thế nhưng mà khi mà tôi cố gắng và giảm cân và ăn kiêng á Thì tôi đã đạt được cái mục tiêu đấy nhá Vậy thì các bạn chọn đoạn số mấy nhỉ? Một là Nào Tôi nghĩ là một cái việc mà hoàn toàn chắc chắn không thể nào mà xảy ra được Một là đề ký được này Chứ nào Nhịp này chắc chắn sẽ thực hiện được nhá Thế còn đề ký cô này là không thể nào mà mà thực hiện được Đúng chưa? Thế câu số 3 nào Để ký được Nitsukinai Cái này cũng là chỉ là thế nào đó Chỉ ở một cái mức độ có thể là không phải đúng không Câu số 4 là Deki được wake ni wa ikanai desne Wake ni wa ikanai Có nghĩa là gì nha mọi người nhỉ Tôi không không gì đấy à, Các bạn có nhớ vừa nãy có một cái câu mà cũng nói về cái từ này đúng không Mồi yasumu wake ni wa ikanai nên Tôi không thể nào mà mà nghỉ được Thì nó sẽ không đi với cái ý nghĩa là gì nhỉ à, Thường nó sẽ không đi với những cái Cái từ mà nó chỉ gọi là khả năng năng lực như thế này Mà trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dùng với deki à, dekikonai nhé còn bạn nào mà có thể bị nhầm nhá nhầm cái kiểu ke này thì các bạn nhớ lại cho cô này nó sẽ là không phải là deki wake như vậy cái này không phải ngữ pháp này mà là phải ngữ pháp là wake wake ga nai thì được nhá deki wa ke ga nai thì được được chưa nào chứ không phải là deki wa ke như vậy cái này nhá hay rồi tôi cứ nghĩ là gì nhỉ không thể nào mà thực hiện được deki konai nhé thế nhưng mà như như vậy nhá được chưa nào mọi người Okay, 違うでらこそはみらん、ねうん、彼女が嘘をついている可能性は違う違う、えー。彼女は正直な人だからその可能性はとても低いだろう。ああ、こそうです。なくてもない。なければならない。ないといけない。まあ、なくてもいい。 À, rồi kia để banara này là phải đúng không? Nai tụi ý này cũng là phải Và câu số 4 là gì nhỉ? Nak te mo là gì nhỉ? Không có cũng được Thế câu số 1 là nak mo nai là gì nhỉ? Không phải là không mình, mình, Các bạn sẽ chọn đoạn số mấy? Ừ, um, so đấy nhé là bàn số một. Ok Cũng không phải là không Không gì không có cái khả năng là cô ấy nói dối Đấy chưa nào? Ok Thế nhưng mà Thế nhưng mà gì nhỉ? Ừ Cô ấy vì là một người rất lá là chính trực Một người rất là chân thành, chân thật đúng không? Thế nên là cái khả năng đó nó sẽ rất là thấp nhá, Hẳn là rất là thấp Đó thì lại là một cách nói mà Mà nó sẽ đòi hỏi ở cái khả năng là các bạn à, Gọi là gì nhỉ? Tư duy được về gọi là bản chất ngôn ngữ nhiều hơn đúng không? À, kanose wa này Đấy Rồi, tiếp tục Câu số 26 này OK. Nakamura san wa kaisha no shachou. Chao chao. Sekai jiu de yuumei na yofuku no dezaina demo aru. Con này nghĩa gì nhỉ? À, anh Nakamura ấy nhé. Anh ý vừa là giám đốc đúng không của công ty. Thế nhưng mà ở trên thế giới thì anh cũng là một nhà thiết kế những cái trang phục kiểu tây cũng nó rất là nổi tiếng. Các bạn chọn đáp số mấy nhỉ? À, câu số 1 là de được ipo. Câu số 2 là de tara. Câu số 3 de tatame. Câu số 4 là de được cả đã nhé nghĩa gì nhỉ? Thế bây giờ các bạn chọn đáp án số mấy? Rồi đấy ad ipo desne là một mặt một mặt thì làm cái này còn mặt khác thì cũng làm cái kia tức là đưa ra hai nhiều cái khía cạnh của một vấn đề thì bây giờ vấn đề này vấn đề của con người này đúng không là anh là camera này thì anh nghĩ một mặt anh ấy là giám đốc còn một mặt khác anh cũng là cái người này người này đáp án số đáp án số so, đấy nhé đáp số 1 là chính xác thế còn đề ta đã là nếu như đề ta ta mẹ là vì đúng không và câu tiếp theo được cả là cũng là vì nào? Chúng ta đoạn ra bán rất là dễ dàng nhá. hãy tiếp tục câu số 27 này. Onei-chan, semai kara mou sukoshi sochi ni suwatte chom chom đúng không? Kore wa ugokenai. Câu này nghĩa gì nhỉ? Ừ. Này chị ơi đúng không? Vì chật quá thì nên là chị hãy Ờ, uh, chị hãy ngồi xích xích cho đằng kia một tí đi đúng không? không? được đúng không? Bây giờ chị không thể nào mà cử động thêm hơn chút nào được nữa rồi đúng không? Cô đấy quá. nè. Thế thì các bạn chọn đoạn số mấy? Rồi đây là một cái ngữ pháp của N3 mà mình đã dạy trong chương trình học rồi đấy mọi người Các bạn chọn đoạn số mấy nhá Ừm, Suwatte So desu ne Suvatte cho Ok Là nó sẽ bằng với suwatte kudasai Hãy thế nào đó Nhá Chứ còn không phải là suwatte kinasai ne Ừ uh, Suvatte kite kudasai Không có nói như vậy nhá Ừ, uh, kudasai thì chúng ta thay bằng suwatte cho đại ne Hoặc là cũng không nói là suvatte inasai Ok. Hay. và cuối cùng là sukete shikata ga nai, shikata ga nai không còn cách nào khác thì chúng ta sẽ dùng trong cái cách là gì nhỉ? trong cái gọi là ngữ pháp của n ba có một cái ngữ pháp là gì nhỉ? À, oishikute shikata ga nai, kawaikute shikata ga nai là gì nhỉ? Rất thế nào đó nhá. Khi mà nó bình thường là shikata ga nai là không có cái nào khác, nhưng mà ví dụ trong N3 chúng ta có một cái ngữ pháp là chỉ mức độ nhá, tính từ cộng với t hoặc là de desu ne, shikata ga nai desu ne. Kawaii kute shikata ga nai, omoshiro kute shikata ga nai. Ok chưa nào? Hai, tiếp theo câu số 28 này. Petto ga shinde kanashii chấm chấm sabishikute mainichi naiteiru. Câu này một câu có lẽ là hơi khó nhỉ. Còn, cô còn ở hai mọi người nhá bây từ là hai xuống nhá hai còn à, thú cưng nó bị chết thế nên là tôi mỗi ngày đều khóc bây giờ nối làm sao để giữ ra một giữa hai cái tính từ này nhỉ kanashi là đau buồn còn sabishi là buồn kiểu cô đơn á à, thế các bạn các bạn chọn một cách nói nào mà nó có thể nối hai cái này nhỉ một là tối là bạn nếu mà nói tới thì bê tô dio thì tối ý bạn phở nếu mà nhắc tới nếu mà nhắc tới gì nếu mà nhắc tới à, đồ ăn của Việt Nam thì hẳn chúng ta sẽ phải nói đến nói đến phở đúng không nào câu số 2 là tôi cô đô đẽ tiện đây thì đúng không nào câu số 3 là tối ưu cả không phải cái này mà nói đúng hơn phải là đằng sau mới đúng ừ. thế câu số 4 là tối xem dù thế các bạn chọn đáp án số mấy nhỉ nào hãy rồi so đáp án số số ba là chính xác nhá con con chó à con con thú cưng nó bị chết thế nên là gì nhỉ à, không phải là vì vì gì nhỉ vì đau khổ mà nói đúng hơn là vì buồn kiểu cô đơn thế nên là ngày nào tôi cũng khóc nhá tức là muốn diễn tả chính xác cái lý do mà tôi khóc ở đây là gì nhỉ à không hẳn là vì tôi quá đau buồn đâu mà là bây giờ vì nó chết đi rồi tao buồn tôi, tôi, tôi đâu tôi, tôi đau buồn quá đúng không tôi à không phải tôi đau tôi, tôi gì nhỉ tôi cô đơn đúng không tôi buồn vì cô đơn nhá yeah. thế nên là chúng ta dùng cách đó gì nhỉ kanashi từ yoka sabishi ok hãy tiếp tục câu số 29 ano mise de kutsushita o kattara sugu ni yaburete shimatta là khi mà tôi gì nhỉ khi mà tôi mua cái mua cái tất ở cửa hàng đó thì thì gì đây nhỉ thì à, sau khi đúng không sau khi tôi mua tất ở cửa hàng đó thì nó đã ngay lập tức bị bị rách được chưa nào ano mise de nido to kau Ok, các bạn chọn đoạn số mấy nhỉ? Rồi, trong N2, N3 thì chúng ta có một cái ngữ pháp là V cộng với mono cả nhé. Hoặc là trong văn nói chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? V cả ý. Ok, nghĩa là gì đấy? Nghĩa là diễn tả một cái ý chí mạnh mẽ của người nói là là làm sao có thể làm cái chuyện đó đúng không nào hay là không bao giờ làm cái việc đó nữa nhá thì sẽ là ní to tổ khao mono cả hoặc là ní đồ tổ khấu mồn cả nếu mà trong văn nói nhá còn cô tổ cả của tổng cả thì nó sẽ là đưa ra một cái cách nói mà nó mang tính chất là gì nhỉ cảm thán mọi người nhé. đằng trước nó sẽ đi với những cái từ để hỏi để nhấn mạnh vào mức độ ví dụ như, don nani ureishi koto ka nhé, don nani ureishi koto ka, yatto n3 gokaku dekimashita. trời ơi cuối cùng tôi đã đỗ được thứ ba rồi. don nani ureishi koto ok. hãy câu số 3 gì nhỉ, tham là cả không biết là có phải là bởi vì gì đó đúng không? hay tham cả không phải, nhá. câu này là mono cả ý hay và cuối cùng chúng ta đi đến câu cuối cùng trong cái uh, cái câu uh, trong chuỗi cái câu hỏi liên quan đến môn đai 6 này nhá nhí hôn đi tệ mà đã ít siêu càng nàn đế Maria chẳng chẳng mà đi ra mà nhí hôn cô ca dỗ đàn nhé ô đô câu này nghĩa gì nhỉ à, à tôi đến Nhật mới được có một tuần thôi xong bạn Takeda bạn bảo gì nhỉ? Ui thế á, à, đúng không? Thế nào thế nào đó mà Maria sang tiếng Nhật giỏi nhờ Tôi đã rất là bất ngờ đấy. Các bạn chọn đoạn số mấy nhỉ? Rồi. Trong bốn đáp án này, mình sẽ có một đáp án là Dẫu vậy đúng không? Mặc dù mới đến có một tuần thế mà tiếng Nhật giỏi nhờ Thế các bạn chọn đoạn số mấy nhỉ? Rồi, câu này là một câu ngữ pháp của lần 2 mọi người nhé. Chúng ta có là sore ni shite wa, là dẫu vậy mà. Được chưa nào? Sore ni shite wa, Mariya-san wa Nihongo ga jōzu da Đúng không? Còn sore sai của chúng ta là gì nhỉ? Là à, à, gọi là chỉ cần thế nào đó đúng không? Câu số 3 à câu số 3 là gì nhỉ? Sodetomonaku à không phải, không hợp nghĩa trong trường hợp này nhá. Tomonaku à, à, có một cái ngữ pháp, ừ, có một cái ngữ pháp không phải là mà các bạn hay nhầm là Tomoka kɯ nhé. né là gì nhỉ? À, à, khoan hãy nói cái vấn đề trước thì hãy nói vấn đề sau đã. Nha, thủ các cử và nara đều nhé nara đều là gì nhỉ sore nara đều là gì đấy à, ví dụ như là tokyo nara no hòa nội hơn nhé là cái 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 không khí mà chỉ riêng cái danh từ đứng trước nara đều ạ mới có được nhá cái không khí mà chỉ ở tokyo mới có được ok chưa nào đó nên câu này đáp án của chúng ta là chính xác đáp án số số 2 nhé mọi người nha hãy và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thử thách nốt với 10 câu ở trong phần sao nhé mọi người nhá rồi những cái câu sao các bạn thường rất là hay sợ đúng không à, bài sao rồi bài sao thì khi mà làm một cái bài sao thì các bạn sẽ nhìn qua cho mình nghĩ ở bên trên đã rồi chúng ta thử thử đoán xem giống như kiểu mình à mình gì nhỉ mình mình xếp chữ lại để thành một cái gì đấy một cái câu có nghĩa ấy, mọi người nhá thì đầu tiên chúng ta suy đoán về nghĩa này bước một chúng ta suy đoán về nghĩa và bước số 2 các bạn sẽ lắp ghép nó dựa vào những cái chức năng về mặt ngữ pháp cho mình nhá thế nào đó nhá rồi những cái người mà khi mà uống cái thuốc này và cảm thấy cơ thể nó không khỏe thì ở Nhật Bản thế nào vậy nhỉ? Các bạn nhìn này. ni desu ne. ni gì nhỉ? Cho đến giờ. Cho đến giờ nhá, cho đến bây giờ. Thì thì thế nào đấy? Kakunin sarete là được xác nhận là thế nhỉ? 19 người và y ừ. được. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đoán cái câu này là gì đây? À, À là gì nhỉ? Những cái người mà khi mà uống thuốc này mà bây giờ cảm thấy khó chịu trong người á thì ở Nhật Bản được xác nhận là cho đến thời điểm này là khoảng bao nhiêu người? 19 người. Tức là mình 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 ghép từ những cái câu như này để ra một câu có nghĩa như vậy. Mà bây giờ mình ghép lại theo những cái gì nhỉ? Theo những cái gọi là ngữ pháp nhá. Thì bây giờ mình thấy sadete, vt thì nó sẽ thường đi với đằng sau là gì nhỉ? Chúng ta có y thì chắc chắn là hai với cả bốn rồi. OK. Cú đây mà để nghĩ là cho đến thời điểm hiện tại thì những cái mà nó biểu hiện về mặt phó từ về mặt thời gian như này sẽ đứng ở ở đầu đúng không nào? ở ngay sau chủ ngữ hoặc là à, trước trước à, cái gì nhỉ? trước cái động từ của chúng ta. Thế thì có thể nó sẽ đứng đằng đằng trước đi. nhá. Thế còn kill, 19 người ở ừ, được xác nhận là 19 người thì những cái con số nó sẽ bao rộng thì nó sẽ đi kèm ngay lập tức là đứng cạnh theo theo gì nhỉ? Theo theo động từ của chúng ta thế thì chúng ta sẽ có là gì à kakunin sarete iru 19 nin kakunin sarete iru ba cho nhé. Cho đến bây giờ, đúng thế. Cho đến 19 nin kakunin sarete được Thế nào? Các bạn hiểu cách làm của bài sao chưa? Đó là bài sao nhá. Đầu tiên đoán nghĩa xong rồi thử lắp các thành một câu và rồi ghép nó vào dựa vào những cái gì nhỉ? Những cái biểu hiện ngữ pháp những cái những chức năng ngữ pháp của nó nhá. Tiếp theo câu số hai này. Hãy vào trong giờ học đúng không? trong giờ học thì thì bọn một bạn học sinh bạn thế nào đó và đã nhìn về phía tôi thế nào đó thế nên là tôi đã tôi đã thử hỏi đúng không? Tôi, tôi đã hỏi đặt câu hỏi cho nó thế còn này các bạn nhìn xuống này à câu itaso na câu này một câu chắc chắn nó hỏi cái ngữ pháp gì của chúng ta nhỉ đó là gì nhỉ À, so, na, so là trông có vẻ. Cái bên trông có vẻ gì? Nào, mình này. học sinh đúng không? Học sinh thì nó có một cái khuôn mặt trông có vẻ là muốn nói cái điều gì đó. Thế nên là tôi đã à tôi đã à, muốn nói cái gì đó điều gì đó và nó nhìn về phía tôi thế nên tôi đã hỏi nó đúng không? Thế bây giờ các bạn sẽ chọn đáp án số mấy nhá? Các bạn sẽ ghép như thế nào? Các bạn nhìn tiếp cho cô nhá. thứ nhất là câu thì đi với gì nhỉ mọi người nhỉ? Có cái khuôn mặt thế nào đó là câu sư đự 1 với 3 đi. Rồi, thế còn cái chỗ này Itaso là gì nhỉ? Trông có vẻ muốn nói thì cái chúng ta nhìn thấy từ na ở đây Nó là gì nhỉ? Ờ, à, tính từ Việt nam thì sao phải đi theo một cái Danh từ thì mình cho nhìn trong bốn đáp án này Có đáp án nào là danh từ không? Ồ, oh, ok, đáp án số, số, số 1 đúng không? Ờ, ừ, mình sẽ ghép vào gì nhỉ? Là gì nhỉ? Itaso kao shite Thế còn gì cả các bạn nhé vào sau hay trước nhỉ? Uh, 何か言いたそうな顔してですね。そう。言う場合、だばんこみんせ。せば言うなおとら、ぼんはいもば。うちな、おけいじゅう。てとこそばにゃん。はい、uh, 33ですね。日本での生活は大変で、もう国にちゃんちゃんなんだろうね。Là này. が、今は留学してよかったと思っている。これに言うああ。 Tôi đã từng thế nào đó nhỉ? Đó là cuộc sống ở Nhật Bản nó khó khăn khoát nên là tôi đã từng thế nào nào đó. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ tôi lại nghĩ rằng là gì nhỉ? À thật là tốt vì tôi đã đi đi du học. Thế các bạn chọn đáp số mấy đây? Rồi, đằng dưới này. Cô tổ mộ khai đi tại nhé. Tô mộ và tạ À. Thế với câu này các bạn sẽ nhìn ra được một cái nghĩa như thế nào nhỉ? À, tôi gì nhỉ? Tôi cũng đã Ồ gọi là gì đây nhỉ? Đã từng nghĩ

Ok, tôi đã có lần nghĩ rằng là muốn muốn về nước rồi thế nhưng mà thế nhưng mà bây giờ tôi lại thấy rằng là thật là tốt vì tôi đã đi du học nhá. Đấy, rồi, đến cái câu này các bạn bắt đầu gọi là gì nhỉ? Thấy tự tin hơn ở phần làm sao chưa? Ừ, rồi, tiếp theo nhá. Câu số 34 này, rồi là vì cơ thể của tôi không khỏe đúng không thế nên là tôi đã tôi đã đi đến bệnh viện thì khi mà đến bệnh viện thì gọi là gì ấy nhỉ à, thấy được rằng là cái nguyên nhân là do tôi uống quá nhiều rượu thế nên là shibaraku chấm nomanai osake o yo ni iwareta đây một cái ngữ pháp gì nhỉ mọi người nhỉ nani nani ni iwareta tôi đã được nói rằng

Ở cái trường học tiếng Nhật này thì thì họ thế nào đó và họ gì đấy nhỉ? Họ coi trọng cái việc là phải làm sao học được thật là vui vẻ. Thì các bạn sẽ nhìn này. Hetaka wa nihongo ga e nuki ni shite và umai ka. Các bạn nhìn này, hetaka và umai ka. Nên chắc chắn là sẽ là một cái cặp đúng không? Umai ka hetaka. Umai ừ, ka heta ka. Tại sao cô lại cho được cái từ umai cả trước cái từ heta cả nhỉ? Bởi vì là đằng sau có từ quá đây đúng không nào? Umai ka heta ka wa. Sau đấy, nên đó là gì nhỉ? Bốn thì đi với một đi. Ok, thế còn là gì nhỉ? Nhì hông cô ga. À, nhì hông ga thì nó sẽ đi. Ga này nó sẽ đi với cái gì nhỉ? Một cái tính từ đằng sau đúng không? Thì có thể là, à, nhì hông go ga. Umai ka heta ka. Nên thì sẽ là, à, hai bốn một chẳng hạn. Thế còn, nuki ni Các bạn biết cái ngữ pháp này không? Nuki ni là gì đấy? Bỏ qua cái vấn đề này. Gina, thế bây giờ mình sẽ ghép lại nhá. Thế là gì đây nhỉ? Thử xem nào. de wa Nihongo ga umai ka heta ka wa nuki ni shite. Ok chưa nào? Như vậy thì câu này chúng ta sẽ có thể dịch cả gì nhỉ? À ở cái trường tiếng Nhật này thì thì bây giờ người ta uh, không quan trọng cái việc là hay là bỏ qua cái câu chuyện xem là tiếng Nhật nó giỏi hay không giỏi thì ở đây người ta coi trọng cái vấn đề là làm sao để có thể học được một cách thật là vui vẻ. Tanoshiku benkyou suru. Ok. Hay, tiếp theo câu số 36 nhá quân và là ni, okureるので, mo... Chọn chọn. ni, kagite, jikan ni ừ, là gì nhỉ vì vân thì lúc nào cũng cũng muộn cái giờ hẹn đúng nào Thế nên là thế nên là gì đấy Thế nên là làêu mộ cho chấm này nào mình sẽ dịch như thế nào đấyêu mộ chấm chấm khi ta nhé. các bạn sẽ chọn như thế nào đây nhỉ nào Vân thì lúc nào cũng đến muộn Thế nên là tôi cứ nghĩ là gì nhỉ, hôm nay chắc cũng muộn Và tôi cũng đến muộn Theo nó đúng không? Thế nhưng mà có riêng ngày hôm nay Như cả tên người pháp của N2 đúng không? Riêng hôm, hôm nay thì nó lại đến đúng giờ Nên chẳng đáp án số mấy nhá Các bạn ghép vào như thế nào để thành là À ngày hôm nay tôi cũng nghĩ đến muộn nào Thế nên là tôi đến muộn nào rồi, tôi omote nhé, tôi omote Tôi omote, rồi có từ đa đồ và osoku thì các bạn ghép vào như thế nào Đa thì nó sẽ phải đi với gì nhỉ? Đi với sau đấy nhé đi với à, thể thường đúng không nào thì sẽ là hai ba chứ không phải nào đi đấy tô mốt đúng không đà được hay là ô sô đà được đúng không nào ô cứ đây được đà rồ tô ô nhé tại sao ra được ô sô cự kỳ bởi vì nó có động từ và tính từ khi mà nó muốn đi với động từ thì sẽ là tính từ với y bỏ y thêm cư và ô sô cự kỳ tà ok chưa nào như vậy chúng ta sẽ chọn là gì nhỉ kyo mo ê tô được đà Osoku kita Ok chưa nào? Cứ nghĩ là hôm nay nó cũng đến muộn nên tôi đến muộn Thế nhưng mà hôm nay nó lại đến Đến đúng giờ nhá Hai, Rồi tiếp theo câu số 37 này Internet to ga chân, chân. Rồi Mạng đúng không? Mạng thì làm sao nhỉ? À, chúng ta sẽ nhìn xem là Một là hư là phổ biến Câu số 2 là gì ạ? là càng ngày càng thế nào đó Naru is ne, naru rồi, nà trở nên là bên đi, bên thì nhìn chắc chắn là bên đi nhị thì sẽ phải đi với nà rưỡi Bên đi nhị nà Rồi, thế các bạn chọn đáp án số mấy nhá Bạn ghép như thế nào à, à, cùng với việc rằng là khi mà Khi mà gì đây nhỉ Khi mà mạng nó trở nên phổ biến thì cùng với việc là mọi thứ nó trở nên tiện lợi hơn thì những cái người mà viết viết thư cũng cũng trở cũng dần ít đi thế chúng ta sẽ chọn được đáp án số số 3 khi mà ghép thành gì nhỉ à Hư kêu tệ gạch nha nha vì thế nào đó thế nên là ở ờ, rồi tiếp này e bên đi nó được càng càng trở nên tiện lợi thì những cái người mà viết thư tay thì cũng sẽ ít đi nhá hãy rồi tiếp theo câu số 38 các bạn chọn ra số mấy ừm hút tê kê nhé mưa rơi đúng không ni mốt mô hức mô zem bờ nơi tê xi mặt tà câu này nghĩa gì à ami gạ rồi omega, rồi eki ni iku tochu de ờ thì nhìn dễ nhìn này chưa de sẽ đi với một cái động từ đi động từ đúng không? đang dở làm cái gì đó ờ iku e thì động từ iku e sẽ đi với cái gì nhỉ iku e đi với ame hay đi với eki ừ eki 駅に行く途中で雨が降ってきて rồi đáp án của chúng ta đáp án số số nha ừ. tôi à, khi mà tôi đang trên đường đi đến nhà ga thì mưa nó đổ, đổ, đổ à, mưa nó rơi thế nên là cả đồ đạc lẫn cả quần áo đều bị đều bị ướt hết nha có dễ không mọi người dễ chưa Đấy. rồi tiếp tục chúng ta đi sang câu số 39 này hanin và jiken chấm thế nào đó này terebi no interview ni kotaete ita rồi, ui câu này có một cái ngữ pháp rất là hay đó là seris, giả vờ làm cái gì đó. chọn trả lời số mấy? Ừ. Rồi tên tội phạm đã đã gì nhỉ? Đã giả vờ, đã giả vờ có khi là đã giả vờ mình chẳng biết gì về vụ án và rồi đi ra trả lời phỏng vấn trên TV nhá. Thế thì các bạn sẽ trả lời số mấy nhỉ? Các bạn ghép như thế nào? Jiken ni tsuite về cái gì đó. Bây giờ ni tsuite gì nhỉ? Shiranai ne không biết gì về. Đúng là không biết gì về. Shiranai furi o shite. Đằng trước cái từ furi chúng ta coi furi giống như một danh từ và các bạn kết hợp với cả với cả thể thường của nó thôi nhá. Sẽ là shiranai furi o shite. Thế thì chỗ này tự nhiên lòi cái từ nanimo các bạn sẽ cho trước hay cho sau nữa nhỉ? Ờ thì sẽ là gì nhỉ? À sau cái ni tsuite và trước cái động từ của chúng ta thì sẽ thành là gì đây nhỉ? Jiken ni tsuite nan shiranai. ふりをして、テレビのインタビューに答えていた。OK じゃなはい。はい、バーモも。そうですね。ば、ちょんたりにくここ行こんや、まんがにゃ。OK、ここ行こうん、ちょここね、こいほいびざいのな。パイキーさん、今日から出勤ですね、えー。体の体調は、あの、もう大丈夫なんですか Yeah, まだちょっと rồi. をし1週間 này cậu gì nhỉ? Từ hôm nay cậu lại đi làm nhỉ, đúng không? Cơ thể thế nào rồi, đúng không? Cơ thể có khỏe à, cơ thể có ổn không, đúng không? Không, cũng còn hơi yếu một chút, đúng không nào? Yeah, まだちょっと nhé. Là gì tôi tôi à, tôi phẫu thuật xong đúng không? Thì tôi đã gì nhỉ? À, tôi đã nhập viện khoảng một tuần liền. Thế bây giờ bạn kia bạn trả lời gì nhỉ? À, chấm, いたしました。 Oh, tôi đã không biết rằng Không biết rằng cái gì việc gì nhỉ? Biêu kỳ đặt sôn nà ô môi nàn tệ Nàn tệ, nàn là Cái việc mà Nàn shirimasen de shita Được chưa nào? Thế là gì nhỉ? À, nàn shirimasen de Thì đứng trước của nó sẽ là gì nhỉ? À, sôn nà ô môi biêu đặt Ok chưa nào? Sôn nà thì bao giờ đi với trước Đứng trước gì nhỉ? Nó nhấn mạnh vào cái mức độ đứng trước gì đấy? Đứng trước à, tính từ của chúng ta đúng không? Sôn nà ô môi 病気だったですね。なぜって言うと、ぜ、にちゅう。どんなん。そんなに重い病気だったなんて、ね、知りませんでした。大変でしたね。 Ok cho mọi người. Đó là 40 câu của chúng ta trong phần ngữ pháp của N3 nhá. Ok như vậy là clip của mình đến đây là kết thúc và hy vọng rằng đây sẽ là một cái clip à, giúp các bạn bỏ túi được nhiều kiến thức trong cái hành trình mà luyện ngữ pháp N3 cho kỳ thi tháng 12 sắp tới nhá. Hay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhá. otsukaresama Bye bye.